Hello, để cho mình xin lỗi tất cả các bạn trong thời gian qua mình cắt clip live stream và làm các bạn không thích, thì ngày hôm nay mình sẽ dành tặng các bạn 5 nick nhá. Dành tặng các bạn 5 nick 50.000 nhá. Rồi, thực sự mong các bạn thông cảm giúp mình nhá, bởi vì lý do như nào thì các bạn phải xem clip để các bạn mới biết được cái lý do tại vì sao mình lại cắt live stream và cái đó và các tiêu đề các thứ thì hầu như là người edit kênh của mình làm hết, cho nên mong các bạn thông cảm. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Mình sẽ quay tất cả các bạn 5 nick random 50.000 là 250.000 để dành tặng cho tất cả các bạn nào vào sớm nhá. Rồi mong để một lời xin lỗi gửi đến tất cả các bạn này. Đấy, một nick này, hai nick này. Và các bạn nên nhớ là shop mình giáo sư bạn nó rất là ế. Cho nên là bạn nào mà có bạn bè nhu cầu mua nick thì giới thiệu giúp mình với nhá. Giáo sư ế lắm. Kiểu ông cố gắng về thì vừa làm vừa tặng cho hết te như rồi, cái bản nick thế này chán thua ấy, cái tặng các bạn khi nào hết nick thì thôi chắc mình nghỉ bản này. Rồi tiếp này mình cái này cái là cái thứ năm này, dành tặng các bạn 5 nick nhá. Có lỗi này, vậy thì mình mua cái này đi, 4 nick rồi. Rồi đừng quên rằng là có bạn bè thì giới thiệu đến shop mơ sướng giúp mình, ủng hộ mình một cái nào. Ơ sao lâu vậy nhỉ? À các bạn nhắc, khi các bạn muốn nick thì hệ thống sẽ tự cập nhật và nếu mà nick lỗi ấy thì nó sẽ các bạn sẽ không bị trừ tiền nhá. Hiện tại bây giờ 1 2 3 4 4 nick rồi, mình mua các bạn thêm một nick này này. Trước dư mình tặng các bạn phải tầm khoảng nói chung từ đầu clip làm dư còn tầm là về hơn 20 triệu tiền nick rồi. Nôm na là vậy, tầm khoảng 20 triệu tiền nick. Đấy, từ nick VIP đến nick nhỏ. Đấy các bạn nhá. Năm này, năm nick này. Các bạn hãy tạm dừng và vào từng nick một và các bạn đổi mật khẩu giúp mình nhé. Và nick đó là nick của các bạn luôn. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 này. Các bạn hãy tạm dừng và phóng to hoặc chụp ảnh phóng to lên các bạn vào nhé. Nick hoàn toàn là Garena thông tin cảng nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dành tặng các bạn một clip siêu phẩm cực kỳ hay ạ. Mời các bạn vào xem nhá. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cầm nã 1001, cách làm sao để chúng ta có thể gánh team và đối đầu mọi vị tướng, chúng ta có thể giành chiến thắng. Thì ngày hôm nay là một tin vui, mình dành tặng các bạn một clip này, gọi là một clip mình sẽ xin lỗi các bạn bởi vì mình sẽ không không cắt clip từ live stream nhiều nữa và mình sẽ cố gắng làm hướng dẫn cho tất cả các bạn. Thứ nhất, trước khi vào clip thì cho mình nói một chút rằng tất cả các bạn ơi, các bạn hy vọng thực sự là hiểu cho mình, bởi vì vì miếng cơm manh áo, mình phải like ở trên Facebook để kiếm tiền, kiểu thế là chăm lo cho gia đình đấy. Bởi vì các bạn đều biết là kênh YouTube của mình thì không kiếm được tiền và hầu như mỗi tháng cái YouTube của mình nó kiếm được tầm vài triệu bạc đấy, nên các bạn nên, nên biết như vậy. Chỉ có mình sống hiện tại bây giờ chỉ về cái mảng live stream ấy, và đợt vừa rồi thì Facebook đang rất là gắt gao và mình phải live stream ở Facebook rất là nhiều và hầu như mỗi ngày mình phải live đó. Hết thời gian của mình đó, cho nên clip mình làm rất ít, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một cái clip hướng dẫn cho tất cả các bạn thay vì cắt clip. Mong tất cả bạn thông cảm giúp mình nhá. Còn bây giờ thì trước tiên ôi đeo tin được cái anh ôi rồi cái ông kia, cái ông nào đấy, ôi cái ông nào từ đường nào mà lên đây. Rồi được rồi, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cầm omen và một cái này coi như mình dành tặng các bạn thay một lời xin lỗi này. Trận đấu này các bạn giúp mình, đầu tiên mình hướng dẫn các bạn hãy chú ý giúp mình từ giai đoạn giữa trận, các bạn hãy chú ý giúp mình cái bản đồ con, bởi vì các bạn phải nhìn bản đồ con kết hợp mình hướng dẫn thì các bạn sẽ chơi tốt hơn. 80% tất cả chúng ta chơi một trận đấu đi đánh đơn, chúng ta đều sẽ gặp là đồng đội của mình chỉ toàn đánh nhau và đánh nhau vô bổ vô phạt, và thường các bạn sẽ cuốn vào đánh nhau của đồng đội và chúng ta sẽ thua hoặc thắng. Bởi vì cái kiểu đánh nhau các bạn, gặp đồng đội đánh hay thì chúng ta sẽ thắng, gặp đồng đội đánh khéo thì chúng ta sẽ thua. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ra các bạn một trận đấu các bạn đi đường, bất kỳ con nào đi chăng nữa nhưng Omen là một vị tướng mình cho là tốt nhất, sẽ khắc chế được cái gọi là đồng đội các bạn đi đánh đơn mà các đồng đội các bạn chỉ chuyên đánh nhau và không combat đầy đủ đấy. Thì trước tiên là vị tướng Omen, khi đối đầu với một vị tướng quý, là một vị tướng gọi là solo, gọi là nhất nhì liên quân hiện tại bây giờ về cái solo các bạn nhé. Các bạn đừng có lầm tưởng rằng quân quý solo yếu nhá. Quý là một vị tướng solo thuộc dạng là nhất nhì cái liên quân mobile này, không thua một ai. Thì trước tiên mình phải hiểu được cái điểm mạnh điểm yếu của nó như nào. Vị tướng quý của nó cái lượng đám, ôi rồi anh kia, không 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 không,
ui thằng này hùng lưu thế nhỉ. Rồi, quý là một vị tướng sát thương, chúng ta phải hiểu sát thương nhiều nhất của vị tướng quý là đến từ đâu ạ? Đó đến từ chiêu 1 của nó các bạn nhé. Các bạn thường thì nghỉ chiêu 2 hay chiêu 3 của nó nhưng lâm tưởng thôi. Chiêu 1 của vị tướng quý là sát thương nhiều nhất. Bởi vì khi quý kích hoạt chiêu 1 thì mỗi cái đòn đánh thương của nó sẽ rất là đau. Cho nên nếu chúng ta mà bị con quý lướt chiêu 1 vào mà đấm như mình vài cái thì coi như mình sẽ solo thua. Thì vì vào cái điểm yếu đấy, làm sao để solo thắng được nó ạ? Thì con Omen này nó có một cái điểm mạnh đó là chiêu 2 của nó để giảm sát thương. Nếu Omen nó solo với vị tướng quý này, các bạn muốn giành chiến thắng nó thì bắt buộc chúng ta sẽ dùng chiêu 2 để khắc chế chiêu 1 của nó. Còn chiêu 2 của vị tướng quý nó sẽ không còn sát thương nhiều. Chiêu 3 của nó cũng vậy. Cho nên Omen hoàn toàn solo kill thắng được quý với một điều kiện cho phép là chiêu 2 chúng ta sẽ khắc chế Outblank chiêu 1 của quý. Đấy là cái thứ nhất đi đường. Đấy, cái đầu tiên là mình hướng dẫn các bạn đi đường. Khi chúng ta đi đường với bất kể một vị tướng nào, chúng ta đều biết, chẳng hạn đi với Florentino, chúng ta biết sát thương nhiều nhất của con Florentino là chiêu gì ạ? Đó là chiêu 2. Các bạn đừng lầm tưởng chiêu 1 nhé. Chiêu 1 của nó là chỉ là kích hoạt cái nội tài đòn đánh thương của nó, cái nội tài để mà lướt vào thôi. Còn cái sát thương đau nhất, to nhất đó chính là chiêu 2 của Florentino. Cho nên khi các bạn đối đầu với Florentino thì chúng ta sẽ dùng chiêu 2 của Omen để khắc chế chiêu 2 của Florentino thì đánh được. Đấy, cho nên mình nói cho các bạn hiểu được cái vấn đề, chúng ta phải hiểu được cái vị tướng đó như thế nào. Rồi, thì làm như thế nào ạ? Các bạn có thể nhìn lên bản đồ con giúp mình nhé. Đồng đội mình đánh nhau rất là ghê gớm, còn mình bắt buộc phải đè được thằng này, hoặc mình sẽ lao được một cái điều gì đấy. Bởi vì thằng quý này nó sẽ không đi theo đồng đội của nó. Chẳng hạn như là hai ý tưởng lớn gặp nhau, thằng quý là một vị tướng solo mạnh, nó cũng sẽ đè đường mình. Nếu cái đường của mình nát thì hầu như là cả tí mình nát luôn. Cho nên trận đấu này chả khác gì giữa một cuộc đấu giữa thằng quý mà hơn mình thì trận đấu này vứt, nhưng mình hơn thằng quý thì sẽ ngược lại các bạn nhé. Và nếu mình hơn thằng quý thì mình sẽ làm được gì ạ? Đầu tiên mình sẽ bao cho nó một cái trụ này, và đương nhiên mình sẽ không bao giờ tham gia combat team. Khi mà team mình combat vô bổ vô phạt, chúng ta không nên theo team. Cái này không phải là mình khuyến các bạn ấy đâu, mà chúng ta nên theo những cái như thủ nha hay là những cái gì chúng ta nên theo thôi. Còn đánh nhau với đông đội các bạn phải hiểu, các bạn là người đánh đơn nhiều, các bạn phải hiểu đông đội chúng ta đánh nhau cả ngay ạ, không theo được đấy. Cho nên mình khuyến các bạn khi cầm một vị tướng nào đi đường ấy hoặc ôm mén ấy, đấy là đánh cao thủ các bạn nhá, đánh cao thủ mà đánh như này đấy, thì mình sẽ đi chuyến đường đánh công luôn. Mình sẽ coi như là mặc đỉnh cho team mình có bắt thua hay thắng cái đó mình không quan trọng, quan trọng là mình sẽ lấy được nhiều lợi thế cho team. Chẳng hạn đầu tiên mình sẽ bao được cái trụ siêu cấp ở đường nghiên cấm, trong lúc đó mình sẽ đi đẩy quái ba đường lên. Đó là cái gọi là cái trận đấu này. Và đặc điểm thứ hai một chút là vị tướng Omen của mình cầm giáp hồi sinh các bạn nhé. Mình sẽ cầm giáp hồi sinh ạ, thì tí nữa các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó như thế nào nhé. Và khi lên cái giáp hồi sinh này, chúng ta cũng phải lựa chọn cái để mới kết được các bạn nhé. Kết như thế nào chứ không nhiều bạn cầm cái giáp hồi sinh thì các bạn chả biết dùng kiếm thuật kết giờ nào hay là như giờ nào. Chẳng hạn nhé, cái giáp hồi sinh này 3 phút hoặc 5 phút là mấy hồi, cái đó thì mình không rõ. Nhưng chẳng hạn đấy, vào cuối game đấy, các bạn mà không có cái giáp giáp hồi sinh này, các bạn sẽ thế. Nhưng với cuối game, các bạn có giáp hồi sinh, các bạn sẽ chọn một cách khố máu, hút hết sát thương của nó. Khi các bạn kết, các bạn sẽ được hồi sinh ra. Đấy, và bây giờ thì các bạn có thể thấy, các bạn để ý nhá, team địch và team mình thì đánh nhau từ đâu cái này cuối game luôn. Đây là cái thực trạng. Còn mình chả quan tâm ạ, mình sẽ kèm với trụ. Ôi, quả này không kèm được rồi đấy. Thì có những cái phá này mình sẽ hồi sinh lại và mình sẽ bấy dư nhá. Mục tiêu của mình có như cái đường tiến thôi, là hoàn thành thôi. Tí nữa mình sẽ quá chèm cho nó còn tầm 2 đến 3 phát là sẽ bị trù. Nhưng bấy dư mình sẽ bỏ cái đường tiến. Và bỏ cái đường tiến thì mình sẽ làm gì ạ? Theo các bạn thì sẽ làm gì ạ? Mình sẽ đẩy cái đường dưới này. Nhưng trước khi đẩy đường dưới thì mình sẽ bắt lẻ, có bắt lẻ một chút. Và mình sẽ không nói các bạn là Omen lên đô gì, bởi vì những cái build đô không quan trọng với cách chơi Omen này. Bởi vì cách chơi Omen này build đô nó chẳng quan trọng lắm. Quan trọng chúng ta lên đô như thế nào thì đầy trụ vô nhanh thôi. Bởi vì mình rất ít combat giao cánh các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa, đừng biết nó đánh nhau từ đâu đến dư là 7 phút rồi mà chưa bên nào mất cái trụ gà. thì các bạn nên hiểu được rằng là ôi trời ơi các ông này. Đấy các bạn, hồi này thì mình thấy team mình combat thẳng nhá, nhưng bây dư lại thấy team mình combat thua nè. Đấy là thực trạng của chúng ta đi đánh đơn nhá. Cho nên các bạn phải cân nhắc, cái này là thực tế để giúp các bạn nhá. Rồi mình sẽ nói lại một chút cho tất cả các bạn dễ hiểu này. Đầu tiên,
chúng ta sẽ phân tích được điểm mạnh điểm yếu của vị tướng đối đầu với chúng ta. Chúng ta sẽ lấy được cái lợi thế từ vị tướng đấy. Nếu không lấy được lợi thế, chúng ta cũng sẽ là đẩy quái cao. Đẩy quái cao nhá, cái thế lính nó quan trọng nhất. Thì dần dần chúng ta sẽ đẩy quái cao và dần dần sẽ lấy được những cái trụ. Chẳng hạn nói là anh ơi, nếu không solo lại thằng đấy thì như nào ạ? À thì rất đơn giản thôi. Nếu không solo lại nó thì mình sẽ chọn một cách là phám quái ở đường nghiêm cấm thật nhanh. Xong mình sẽ chạy ra mid, phám quái hồ thằng mid. Xong mình cứ chạy đi chạy lại, chắc chắn sẽ có lợi thế. Kiểu gì thì kiểu sẽ có lợi thế thôi. Đấy, cho nên nhiều bạn nói là không solo với thằng đường nghiêm cấm rồi nhá. Rồi, còn cách cái thứ hai là khi mà lấy lợi thế thì chúng ta sẽ bao lấy hết tất cả ba vị đường. Ôi dồi, các bạn thấy phá đây này, ôi dồi các bạn thấy chưa? Cái phá này mình sẽ lấy chủ siêu cấp của nó đấy. Ui, các bạn có thể thấy tín mình đấy, cái đứng mít đó hầu như là không đánh nhau ở chỗ nào ngoài mít các bạn ạ. Các bạn thấy chưa, đánh cao thủ đấy. Và tín mình 4-5 đấy, nhưng mà mình đã lấy được cái trụ này rồi. Bây giờ mình sẽ thực sự là nhiều mình nhận được rất nhiều cái phản hồi là anh ơi, tín mình đánh nhau thì mình phải làm gì ạ? Trước thì mình không có câu trả lời như bây giờ ấy. À, rồi các bạn nhìn thấy cái đơm mít này 9 phút mà nó đánh nhau. Nó đánh nhau từ đâu buổi cuối buổi vẫn chưa mất cái trụ ạ. Rồi mình sẽ chém nốt cái trụ này và mình sẽ ôi chết, cái pha này chết rồi. Rồi mình sẽ nói tiếp cho các bạn dễ hiểu nhá. Khi chúng ta lấy được cái trụ rồi, khi chúng ta sẽ xuống cái đường đối diện, tuyệt đối là không đi mít. Tại vì sao mình khuyến các bạn không đi mít? Và thế trận này tại sao nói anh ơi, anh đẩy được đường tiến sao không đi mít ạ? Bởi vì các bạn nên hiểu chúng ta phải tránh giao tránh nhá. Tránh giao tránh ạ. Chơi cái chiến thuật này là phải tránh giao tránh. Chỉ có một cách để gánh được trong đội của mình, không phải là để đánh nhau mới gánh được, mà là đẩy trụ mới có thể gánh được trong đội chúng ta nhé. Chúng ta lấy trụ và đẩy được cái đường đỉnh cao thì đồng đội của mình có chết bao nhiêu mạng chăng nữa thì team địch không lấy được cái gì của team mình ạ. Đấy, trời ơi, các ông này đánh nhau 10 phút rồi ạ. Đấy, không chán. Các ông chơi không chán ạ. Đấy, đánh nhau cả từ đầu buổi đến 10 phút mà không có một cái trụ của team mình ạ. Ui dồi, các ông này. Kệ. Nói chung là các bạn phải biết, các bạn phải hiểu như thế nào đấy. Thực sự là mình ơi, các ông này mình chết mất các bạn ạ. Đấy. Nhà nó toàn rồi, toàn hai đường rồi, vẫn cứ hám đánh nhau nè. Mình không thể tin được các bạn này. Cái đánh cao thủ mà có vô lý nha. Nhưng cái lý thuyết chơi game cơ bản mà các bạn này không nắm được ạ. Đấy. Ôi trời ơi, nhạy cảm thế, mình có giết bạn đâu. Đấy. Thì khi mà chúng ta lấy được hai đường các bạn nhá, thì đấy ở thời điểm cho phép chúng ta được giao tránh. Tại vì sao mình nói là nhiều người hỏi là ơ, tại sao đầu game anh nói là không giao tránh, cảnh giao tránh mà bây giờ anh lại nói giao tránh? À, mình cũng xin phản bác lại một chút là khi chúng ta đã lấy được hai cái lợi thế hai đường rồi thì đương nhiên cái đường mid chúng ta bắt buộc phải giao tránh. Bây giờ đẩy lẻ rất là khó, bây giờ đẩy lẻ để vào nhà nó thì bắt được luôn này. Để bắt đẩy lẻ vào nhà nó rất khó vì khí tím vẫn đánh nhau kìa. Khí tím địch mà nó bị đẩy hai đường ấy, năm thằng không biết thì chắc chắn một hai thằng nó sẽ thủ nha. Thì chẳng hạn thằng A đúng mà thủ nha, ba đúng thủ nha thì mình sẽ không phá được. Cho nên còn cách là gọi là đi combat theo team hoặc bắt lẻ. Và bây giờ mình nghĩ là trận đấu nó kết thúc rồi. Và không biết trận đấu này các bạn có hiểu gì không ạ? Thực sự là nó quá đột ngột thôi. Và mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình nhá. Rồi mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một clip dành tặng các bạn một cái chiến thuật cực kỳ hay luôn. Chắc chắn là như vậy. Và các bạn đừng quên rằng hãy comment cho mình biết được các bạn đang mong muốn gì nhá. Và clip đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.